Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Notenix. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Nortensic cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Chiamsinolone Dạng bào chế Viên nén Công dụng Viêm khớp dạng thấp Viêm xương khớp Viêm bao hoạt dịch Viêm đốt sống do thấp Viêm khớp vảy nến Viêm mõm lồi cầu Viêm da cơ toàn thân pemphigus, hội chứng te ven Johnson, vảy nến nặng, phù mạch, sẹo lồi, lichen phẳng. Hội chứng ham mangic. Phối hợp với lợi tiểu trong suy tim sung huyết, sơ gan báng bụng kéo dài, phản ứng viêm sau phẫu thuật răng. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Do dị ứng, 8 đến 16 mg mỗi ngày có thể kiểm soát được bệnh trong vòng 24 đến 48 giờ viêm khớp dạng thấp, liều ban đầu 8 đến 16 mg mỗi ngày trong hai mỗi 7 ngày. Liều duy trì 2 đến 16 mg mỗi ngày. Viêm mũi dị ứng nặng theo mùa, liều ban đầu 8 đến 12 mg mỗi ngày. Liều duy trì 2 đến 6 mg mỗi ngày. Lupus ban đỏ giải rác, liều ban đầu 20 đến 30 mg mỗi ngày. Liều duy trì 3 đến 30 mg mỗi ngày. Trẻ em, liều uống 012 Mg trên 1 kg uống làm một lần hoặc chia thành liều nhỏ trong ung thư thí dụ như trong bệnh bạch cầu cấp liều uống ban đầu 1 đến 2 Mg mỗi ngày sau đó dựa vào đáp ứng của người bệnh để điều chỉnh liều chống chỉ định quá mẫn cảm với thành phần thuốc nhiễm nấm toàn thân nhiễm siêu vi hoặc nhiễm lao ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn khi tiêm bắp lưu ý khi sử dụng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Thận trọng khi có loét dạ dày tiến triển hoặc tiềm ẩn, viêm loét đại tràng, tăng HA, suy tim sung huyết, có nguy cơ huyết khối tác mạch, viêm tĩnh mạch huyết khối, suy thận, co giật, đái tháo đường, nhược giáp, nhiễm trùng để kháng thuốc kháng sinh, phụ nữ có thai và cho con bú. Người lái xe và vận hành máy móc tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ Dùng tại chỗ, hoại tử xương, thủng gân, teo da, đỏ da sau khi tiêm. Quá mẫn cảm, đỏ bừng mặt, các phản ứng toàn thân. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Nhà sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn GOS Pharma GOSA Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Notensic, đồng thời biết cách sử dụng Notensic sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.